Chào các bạn nhé. Trên màn hình mọi người đang nhìn thấy đó là một chiếc bo nguồn của một chiếc TV 42 W804. Video này mình sẽ sửa nó với cái lỗi là bị lỗ cầu chì, bị hỏng nguồn nhé. Các bạn nhé. 42 W804A. Bo này nó dùng chung cho cả bo 46 các bạn ạ. Dòng TV LED nó cảm giác như đời đầu tiên, đời gần như đầu tiên của TV Soli đấy mọi người ạ. Thì nhìn ra thì cái bo này có một cái tem danh cao áp Chợ Rời Hà Nội các bạn ạ, tức là họ đã từng sửa. Cái anh Doanh này thì ngày xưa chuyên làm bo, làm cao áp CRT đến thời điểm TV tinh trần lỏng, thì anh cũng làm về buôn bán bo mạch của TV nhiều mọi người ạ, Chợ Trời Rời Hà Nội đấy. Thì đây này, mình sẽ đo cho mọi người tham khảo là cầu chì nó cháy nhá. Khách bảo là đang trời lồm ẩm hay nào, hay là không trời lồm ẩm, hay là ghi điện nổ bụp cái hay là mất nguồn. Đây, nó mất nguồn, nó cháy cầu chì lama rồi các bạn này, không thông nữa nhá. Thì nó cháy cầu chì thì nó những cái lỗi gì thì mình có đo qua thử này. Cái cầu chì nhỏ này 2A này thì không cháy đó mọi người nhá. Như vậy là cháy cầu chì đầu vào, nhưng cầu chì này không cháy, thì tí nữa thì bắt đầu sẽ khoanh vùng như nào nhá. Thì nhìn qua nhá, cái TV này là TV 42, nhưng cái bo này nó dùng chung cho cả TV 46 đấy, 46 W804 đấy các bạn ạ. Mình vừa nói rồi, người là nó nhìn là dòng TV LED đầu tiên của TV Soli hay sao ấy? Hình như thế, mình nhớ như thế. Nên TV lâu rồi không có DVT2 gì đâu. Thì điện áp AC vào này, nó ở đây này, nó đi qua cái cầu chì, đi qua hệ thống lọc, nó sẽ được chỉnh lưu của cái ông diode này này, cầu diode này này. Sau đó nó có mạch mạch PFC nhá, mạch nâng áp đến bốt lên 390 nhá. Và cái mạch này khi chạy khi chúng ta on TV, bật TV thôi, còn chế độ tắt chờ là nó không tại chạy đâu. Thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện này, con L, hai con móc phét này với cái mã là K10A60. K10A60 tương đương với là mắc 10A, điện áp chịu đựng là 600V nhá. Và chúng ta sẽ nhìn là hai con móc phét này với D và D này, S và S này, G thì tách ra này. Như vậy là hai con móc phét đấu song song để tăng dòng. Như vậy chúng ta cứ hiểu luôn là nó như là một con móc phét là 20N, 20A 600V ấy, để nó chịu tăng dòng đấy nhá. Thì đó là móc phét để của PFC. Còn IC dao động của PFC đây, nó rất là thông dụng. Ngày xưa nó sử dụng con là SEM3040 nhá. SE chả nhìn được nó nhờ nó lắm, nhưng 3040 thằng Samsung này, rồi thằng Soli này, nó dùng con IC này chuyên cho PFC nhá, nhiều lắm mọi người ạ. Con này nó tạo ra một chữ xung, tí nữa mình sẽ vẽ cho mọi người về cái khối này một chút cho mọi người hiểu về bản chất thiết kế nhá. Những view mình chia sẻ đa số không phải là sửa không, mà là mình chia sẻ cho mọi người hiểu về bản chất thiết kế, và chúng ta có thể là khi các bạn mà xem ấy, thì các bạn có thể hiểu được cái kiểu thiết kế như này, thì các bạn có thể ứng dụng sang những cái bo nguồn khác, những cái loại khác, model khác nó thiết kế như này, thì chúng ta hiểu nó thì chúng ta sẽ làm được, hiểu nó thì chúng ta mới làm được, chứ chúng ta làm mò thì vỡ mồm, không làm được đâu nhá mọi người nhá. Những cái đồ TV tinh thể nào ngoài này nói bậy một chút các bạn ạ. Thì con này thông qua một cái lạch power on từ bên sơ cấp, từ bên thứ cấp, nó đưa sang, nó sẽ kích mở. Mình nhìn lên như con này này, chính là con mở nguồn cho nó đấy, con tràn này này là mở nguồn, nó sẽ mở nguồn cho IC lưng áp PFC, và đồng thời cũng mở nguồn cho IC nguồn cấp sau các bạn nhé. Đây, IC dao động nguồn cấp sau này. Thì mình vừa đo cho mọi người cái con điện trở, con cầu chì ấy, con cầu chì này này là cầu chì 2A, mình đo nó không cháy các bạn nhé. Thì mình chỉ hiểu lúc nay là phần nguồn cấp trước, để mình nhìn thử ra đã, tụ lòng nguồn đâu ấy nhỉ, đây tụ đây dương đây, thì đi qua đây thì sẽ đi qua nó. Như vậy là tới phần nguồn cấp trước này, thì mạch nguồn cấp sau nó sẽ đi những đường nào, cấp sau nó đi đường này, đây đi đường này các bạn ạ. Thì khi con cầu chì 2A này không cháy thì mình sẽ hiểu nôm na là cái mạch nguồn cấp trước chưa lỗi nhá, bởi vì lại đi qua nó mà. Thì cái mạch này nó bị cháy cái cầu chì này, thì một là PFC hỏng, hai là mạch nguồn cấp sau chả hỏng nhá mọi người nhá. Thì chúng ta thấy đây là con L của lưng áp PFC, đây là nguồn biến áp cấp sau, và con này là chạy đồng thời khi chúng ta bật TV, còn thứ nhất chế độ chờ thì chỉ có con này chạy thôi. Con này chạy mãi mãi khi cắm điện, cứ cắm điện là nó chạy nhá. Nó tạo ra một cái nguồn hình như 3V3 standby thôi. Thằng Soli luôn làm kiểu cửa thế các bạn ạ. Có một con diode chỉnh lưu này, đúng rồi, 373V. Thì cái nguồn cấp
trước này, ngoài nó tạo ra nguồn ba con ma nuôi sự sống cho MSU để chờ người sử dụng ấn on, thì nó cũng tạo ra một cái nguồn VGC đến chân C của con chan to này này chờ đấy, và khi lệnh power on ấy, thì bắt đầu con chan này sẽ mở, nó sẽ mở thì nó sẽ cấp nguồn cho IC dao động của hai con PFC và ấy đấy, và nguồn cấp sau ấy. Thì nguồn cấp sau nó sử dụng con IC này mình cũng chả mà đọc được, nó tạo ra một xung thôi, nó sẽ lái cái cuộn làm việc chính của cái biến áp driver này, nó sẽ tạo ra hai xung khác nhau này, hai xung ngược nhau này, hai xung ngược nhau kích hai con MOSFET này. Hai con MOSFET này hoạt động chế độ mình hay gọi là chế độ đẩy kéo, con này đẩy điện áp đi, con kia kéo điện áp lại, con này đẩy điện áp dòng chảy ngược, cái con này kéo điện áp dòng chảy xuôi, xuất áp vào con tụ này để lái cái cuộn làm việc chính này nhá mọi người nhá. Đó, thiết kế thế thôi. Và đây mình sẽ đo đạc qua để xem nó hỏng cái gì để bắt đầu làm. Ôi rồi chết rồi, đồng hồ rơi cái hỏng rồi, chờ mình sửa đồng hồ đã, đồng hồ của mình đã bong mất rồi. Đây đồng hồ của mình đây này, đấy kinh chưa, nó toàn bị chân tay cứ dính vào cái dây, qua chân nó lôi dây nó giật đi hay nó rơi xuống, nó vừa bị rơi xuống các bạn ạ, vừa rơi xuống đất ấy. Thì mình sẽ đo thử này để xem nó chết cái gì nhá. Đo MOSFET nguồn cấp sau này, đo từ D sang S này, không chập nhá, từ D sang S này không chập, ngược lại thì kiểu gì cũng lên, có diode nội mà. Như vậy là nguồn cấp sau không lỗi PFC rồi, PFC nhá. Đó, MOSFET về PFC chập rồi nhá. Như vậy là con này lỗi PFC dẫn cháy cổ trì nhá mọi người nhá. Thì đây này, mình sẽ cho mọi người tham khảo với cái đường mạch điện của nó một chút, để chúng ta khi sửa, chúng ta cầm bo này, chúng ta sẽ biết xử lý như nào để chúng ta sửa, chứ không phải là chúng ta sẽ nhìn thấy có 1, 2, 3, 4 4 con PC817 nhá. Thì có một con mà nó nằm chân 1, 2 nằm bên điện áp giật này này. Thì đó, đây chính là mạch liên quan đến mạch bảo vệ điện áp thấp đấy mọi người ạ. Khi điện áp thấp quá thì là nó sẽ tác động sang bên thứ cấp đấy. Alo, có cái anh gọi điện nhờ sửa lối cơm điện, cắm nhầm 220 nhưng mình bận mình không nhận các bạn ạ. Thực ra nhiều người gọi mình lắm, một ngày gọi kinh khủng luôn. Thì con này thì chúng ta loại trừ nhá. Thì tiếp theo nó có ba con. Thì ba con thì một con nó sẽ FB nguồn cấp trước, một con nó sẽ FB nguồn cấp sau. FB là cái gì, là ổn định điện áp đấy các bạn ạ. Còn một con nó chính là đưa lệnh sang để mở con chan này để liên quan đến power on nhá. Thì lật nó sang này để chúng ta sẽ cứ nhắm vào con này nhá. Đấy, cũng nét phết đấy, cũng nhìn rõ đấy. Cứ để yên như này nhá. Thì đây này, cái con này mình bảo là liên quan đến bảo vệ điện áp thấp, điện áp cao này. Chắc là khi chạy nó lấy cái mẫu cái điện áp mà cũng không phải lấy mẫu điện áp trên PFC đâu, trên 390 đâu các bạn ạ, mà nó lấy mẫu điện áp đầu vào. Mọi người nhìn này, nó một dây AC này, nó đi qua phân áp qua điện trở, phân áp qua điện trở, rồi là một dây nữa phân áp điện trở, nó sẽ tác động đến con này, là con gì mà thợ trước họ đã xử lý, sau đó họ đổ keo này, này. À, đổ loại kiểu như là keo cao áp, keo silicone để chống ẩm ấy, thì nó đưa đến, nó sẽ tác động đến chân 1-2 này, chân 1-2 con này này, để nó tác động chân 1-3 này, chân 4-3 nhá, để nó đưa sang để nó khóa khi mà đi áp vào thấp quá đấy các bạn ạ. Thằng Soli luôn thiết kế thế các bạn nhé. Còn thằng Samsung ấy thì nó không lấy mẫu cái điện áp đầu vào như này, mà nó lấy mẫu cái PFC này. Thế là 390 phải chạy, có ok thì nó mới chạy. Thằng LG thế mọi người ạ. Nó cũng mỗi kiểu của một kiểu thiết kế đấy các bạn ạ. Tất nhiên là mình gặp nhiều như thế thôi, nhưng mà đôi khi nó cũng trái làng, trái ngành, trái ngược. Thì quay trở lại nhá, để nhìn xem con nào để con cấp nguồn cấp sau để mình còn tác động giả lệnh để chạy nhá. Thì đây chúng ta sẽ thấy này, con chan to này nhá, thì với chân này E này, C, B này nhá, thì nó dòng chảy nó đã chăn ngược, nó chảy từ C sang E nhá. Thì chúng ta sẽ thấy nó vòng vòng như này này, nó đi lên trên này, cái gì to dài đấy nhỉ, cái dây gì các bạn ạ, thì không phải rồi, từ đây đi sang đây cũng là dây gì. Thôi để mình nhìn qua đã, mình đi nhìn đã, mình chưa nhìn được các bạn ạ, chán quá, cứ nhìn phía trên, nhìn phía dưới đi các bạn. Quận biến áp vào phía dưới này, thì cái
cái đế áp, cái xung dương này được chỉnh như quan nhốt này này, được lọc ở cái tổ này, chúng ta sẽ thấy tới chân C nhá. Đây là mát, mát toàn mạch nhá, đúng rồi. Cái tên đen này nhưng mà nó là vẫn là dính nhau rồi nhá. Đấy, đây chính là nguồn chế độ chờ và chân C này. Thì nó không đổ sang chân E đâu. Khi chúng ta ấn on power TV chạy thì bắt đầu nó mới đổ sang chân E được. Thì nó đổ như này nhá. Nguồn dương đây nhá, nó đi vào chân số 4 của con PC này. Khi có lệnh on ấy, thì bắt đầu nó sẽ tạo dòng chảy 1,2. Thì 4 nó bị đẩy sang 3. Đó, nguồn dương chân C này sang chân 3 này, hạn qua con điện trở 102 này, 1K này, và cực B. Và cực B nó sẽ có DZ Gim và một con DF xuôi. Thì con DZ xuôi này thì nó tương đương với chúng ta sẽ hiểu ấy, là nó sẽ giới áp trên 0,6. Thì nó bằng giới áp CE là 0,6. Như vậy là cái nguồn ra này phụ thuộc bằng địch chính con DZ này nhé. Thì ở TV nó hay làm như này lắm. DZ tràn này, sau đó là Gim. Tóm lại nó như một loại ổn áp tuyến tính ấy. Nó ngoài nó mở on ra nó cũng Gim cực B một cái mức điện áp. Các bạn nhé, để nó dù chân C điện áp lớn mạnh theo tải thì nhưng mà chân E nó điện áp chỉ bằng con DZ này thôi. Thì tóm lại là khi có lệnh đây ở con đấy, mình sẽ tác động cái này bằng cách là mình hàn chập đây này này, là mình sẽ hoặc là mình sẽ mở con này đấy. Thì nó mở dương từ C này đi sang E này, đi như này rồi nhá, vòng như này tới VC và đồng thời tới driver luôn. Mạch này khả năng con IC 3040 này không chết. Mình đang phán đoán thế bởi vì cái thiết kế kiểu này nó chỉ chết đến khối driver thôi. Đấy nhá, chúng ta sẽ thấy là nguồn cấp cho nó như vậy nhá. Còn nguồn cấp cho con IC này thì mình chưa nhìn thấy nó đi đường nào đấy, mình chưa nhìn thấy các bạn ạ. À đây nó đi đường này. Nó vòng gầm này các bạn này, tóm lại nó sẽ đi nhá, nó sẽ đi tới nó đấy. Các bạn ạ, chúng ta không quan tâm cái phần đấy không ảo đâu. Bây giờ mình sẽ ngồi mình vẽ cho mọi người tham khảo cái cụm này một chút nhá. Các bạn lại chờ mình chút, mình vẽ qua cho mọi người hiểu về mạch chút, sau đó mình đi vào làm. Đó, mạch nó như này. Nó lợi dụng cái nguồn VC để đưa ra con đẩy kéo nhá. Thì hai con này đây chính là này. Đây chính là con chăn ngược. Con chăn ngược, đây chính là con chăn thuận mọi người nhá. Thực ra cái nguồn VC này, VC đây nhá, nó sẽ đi qua một con là 4R7 cơ, nhưng mình không vẽ. 4R7 nó nằm đây này mọi người nhá. Thì nó sẽ chia nhánh như này, đây là G1, G2, hai con nhá. Thì G1, G2 chúng ta sẽ thấy là nó có 10K khóa tĩnh này, 12 khóa tĩnh này, đi về đây nhá, và dây nối ra nhau nhá, và đi gầm qua cái con này để đi về mát toàn mạch nhá mọi người nhá. Gọi là 10K khóa tĩnh nhá. Mình có vẽ một con thôi, vẽ hai con nhưng ghi một con thôi. Thì chúng ta sẽ nhìn này, là xung ra từ con SM3040 là xung ra tại chân 7 này, chân 7 nhá. Nó sẽ đi vào đến cực B của hai con này, cực B này, BCE nhá mọi người nhá. Thì xung ra tại cực B, nếu mà xung nó là nửa chu kỳ mà nó là dương ấy, mức cao ấy, thì dẫn tới là con mở mở từ C đi sang E, tương đương với cái nguồn VC này đi qua con 4,7 mở từ C sang E. Đồng thời lúc đấy thì điện áp tại cực B của con này là cao nên con này là con chăn thuận, nó sẽ khóa lại nhá. Con này con chăn thuận mà. Thì nguồn dương đây nhá, nó sẽ tiếp tục nó đi qua con 68 ohm. Đi qua cái này chúng ta kiểu như con chặn đây nhá. Nó là dây dẫn con chặn thôi, mình có vẽ kiểu như này này. Đến chân G này con này mở, đồng thời cũng đi qua cái dây G này. Rồi đi qua con 68 ohm, đi qua con chặn đấy đến G. Tóm lại là chúng nó mở đồng thời. Mọi người ạ. Đến lửa chu kỳ còn muốn khóa móc quét ấy, thì là cái vị trí này được dập mát, vị trí chân ao này bị dập mát. Dập mát tức là chân này dập mát này, thì con này sẽ khóa lại để ngăn cái nguồn dương lại. Thì đồng thời con này mở nó như là bếp từ nhá, có cái xung tần số xung nó khác thôi, xung cái tần số hoạt động nó khác thôi. Thì dẫn tới là con dưới sẽ mở thì chân đây, con này sẽ mở này, thì nó sẽ đổ nguồn từ E này đi sang C và mát toàn mạch đây nhá. Để như vậy thì bắt đầu là cái điện áp tồn dư tại hai con chân G nhá. Thì mình cho mọi người tham khảo một đường thôi, đường dưới cũng thế nhá. Điện áp tồn dư tại chân G ấy, đi ngược trở lại và đi qua con 68 ohm thì nội trở nó cao, do đó nó sẽ đi qua con này và đi qua chỉ con 10 ohm thôi. Đưa xuôi qua diốt để lấy chân E và dập mát. Như vậy là cái nội trở để nó hồi về dập mát nó sẽ chỉ là 10 ohm thôi. Còn cái nội trở đẩy cái nguồn dương ra thì 68 ohm nhá. Nó thiết kế những cái nguồn chạy móc quét chân G nó hay kiểu như này. Thì chúng ta sẽ thấy là mạch driver như vậy, thì mình đang nghi ngờ là con móc phép này chết này, thì nó chỉ được oánh chết đến cụm này thôi, hai con đẩy kéo thôi, chứ không thể nào chết sâu với con này được. Nên bây giờ bắt đầu mình sẽ làm
mình dừng video mình nào chứ mình chả có thời gian mình ngồi mình đo đo đà đà cho mọi người đâu, sau đó mình cho mọi người kết quả nhé. Cái quan trọng là chúng ta hiểu bản chất thiết kế và chúng ta phải kiểm tra xem con nào chết. Nó có những con mình đã vẽ cho mọi người hiểu hết rồi, mình sẽ kênh hai con này lên đo những con này, đo những con này xem con nào chết không. Nhưng mình nhìn thì nó rất là đẹp này, khả năng nó không chết đâu, mình sẽ kênh lên xem nó chết không, sau đó thay hai con này và con này mình phải thay cả cặp đều nhau nhé. Ví dụ như nó là 10A 600V này thì chúng ta không thể thay con 13A ở đây và thay con rẻ nguyên con 10A đây được, mà chúng ta sẽ thay cả cặp và đều nhau bởi vì nó mở song song mà mọi người nhé. Sửa chữa nó thế đấy, đôi khi làm thì nhanh nhưng mà muốn chia sẻ cho mọi người thì nó lâu. Thế nhá. Này, kênh lên là có con chết này. Mình đo con chăn ngược trước nhá. BC này, BE này. Dòng dò từ C sang E không có này. Đó. Và ngược lại này thì có một chút này. Tiếp theo này, con chăn thuận này. Con chăn thuận là con nào? Là con dập mát này nhá. Chết con chăn thuận này. Thì mình có đo thử này, để thông mạch đi, nó chả lên được gì luôn. Cực B này. Đó, chả lên cái gì luôn. Nhưng mà để chế độ dò ở chế độ điện áp 10K thì đo được nó lên được tí tí này. Đó. Cũng có dòng dò. Đó lại là chết cực B rồi. Các bạn nhé. Đo để như này đo này kêu to luôn các bạn ạ. Nó chả kêu gì cả, chả biết chết IC không, nó dập như này thì nó lại ngược cái điện áp cao vào chân con IC mà. Nhưng mà chết thì mình cũng có thay vì bản chất con này mình nhiều lắm. Các bạn ạ, một thời sửa tivi nhiều, bây giờ sửa ít tivi rồi. À đấy, lại quên. Cặp này nó chết như này thì mình táng cho cặp 8050, 8550 nhá. Mọi người nhá, chúng ta hiểu về bản chất nên chúng ta có thể thay tương đương hết. Mình nghĩ là nó vẫn đáp ứng được tần số ok, mọi người nhá. Đây là cái con chết mình để nó đây này. Và trên thân của nó ghi chữ là VK2F. Nó còn chăn thuận ấy. Thì mình có nhìn thấy có một con ở đây cũng là VK2F. Nên mình có lấy con đây mình nắp sang các bạn ạ. Và cái con này mình đang thay bằng con 2T8550. Con này chính là con nó mở từ E sang C và đưa theo cái dây G này này là vào VC cho con IC này. Tóm lại là nó là cái đường nguồn. Ngoài mở ra đây, mở ra đây cho PFC ra, nó lại còn mở từ E sang C rồi đi qua dây G này để đi tới con IC dao động nguồn cấp sau các bạn nhé. Nó tóm lại là con này nó hoạt động đơn thôi nên mình thay con 2T đây. Và cái con này có chúng ta có bị chiết chập EC ấy, thì khi on hay up ấy, thì nó vẫn khóa bình thường các bạn nhé. Và mình đang đấu chập 43 này. Mình đang đấu chập 43 của con mở nguồn để bắt đầu sẽ có nguồn cho PFC nha. Và mình đang hút bỏ cái đường nguồn cấp cho con IC này để cho mạch cấp sau ngừng làm việc. Mình đang sửa PFC mà, chúng ta sẽ khoanh vùng nó như thế nhá. Tại sao mình lại khoanh được vùng? Bởi vì mình hiểu về bản chất thiết kế. Khi mình nhìn ấy, và những video mình đang làm, mình đang chia sẻ cho mọi người ấy, là mình cho mọi người hiểu về bản chất ấy, để chúng ta có thể tùy biến và làm để cho chạy được nhá. Thì mình có đo qua thì cầu diode không chết. Và đặc biệt chúng ta sẽ nhìn này, nhiều mạch VFC khác nó có diode xuôi cơ, nhưng con này lại không có luôn. AC vào là chính như ra dương và âm nhá. Dương này đi qua dây G sang bên này và được lọc bằng con tụ 1mm thôi. Thì dương này đi qua quận L, đi tới đây thì thường tới đây nó sẽ đi xuôi qua hai con diode để chống điện áp ngược cao để tới tụ này để tắt chờ thì sẽ có 300V đấy. Nhưng riêng con này nó lại chơi như này cơ, là nguồn dương đã sang đây rồi cũng đi qua cái diode xung này, nó đi tới đây luôn. Như vậy là con diode xung này đảm nhiệm hai chức năng. Khi mà PFC không chạy thì nó là dẫn xuôi để tạo ra nguồn 300V nếu cắm 220 cho mạch nguồn cấp trước chạy. Còn khi mà on thì bắt đầu nó cái xung AC đây được chính nó chỉnh lưu để lưng cái điện áp từ 300V lên đến 390 đấy các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ ghi điện và mình sẽ đo cho mọi người tham khảo và đo thử đo xung nhá. Thay thử rồi, kiểm tra cụm này thì không còn nào lỗi cả, chỉ lỗi đúng con tràn thuận này thôi. VK2F ấy. Mình đính chính chúng ta thay 8050, 8550 mình nghĩ là ok đấy. Chẳng qua là mình muốn sửa zin du zoom này nữa, nên là mình làm như thế thôi. Mình hiểu về mạch nên mình tùy biến nhiều. Và hiện tại đang ghi qua một cái bóng đèn 100W nhá. Mọi người nhá, để sửa nó nhá. Chứ không phải ghim trực tiếp đâu, bắt đầu chạy ok thì mới ghim trực tiếp. Mình cắm điện này. Đấy, mình cắm điện thì mình sẽ đo bên thứ cấp. Nó sẽ ra được cái nguồn là 3/3 đấy, để mình xem có đúng là đây không. Đấy, 3/3 nhá, là nguồn cấp trước đã chạy nhá. Và bên nguồn cấp bên thứ bên sơ cấp này thì là chỉ là 300V thôi này các bạn nhá. Đó. Và đây là cái nguồn chỉnh lưu để chế độ chờ cho con VCC PFC 17V nhá. Và nó đã sang được sang bên này, ta sẽ thu được 15V này bởi vì là con DZ này là 15V.
cực B ta sẽ đo được 15,7 đấy, bởi vì 15V này mối nối anode cathode của con diode xuôi nữa thì là thành 15,7 nhá. Như vậy là nó sẽ ra được chuẩn luôn là 15V mọi người ạ. Và 15V nó đến VCC đây rồi. Đó các bạn nhá, nó tới chân C của con trang ngược rồi nhá mọi người nhá. Và con này xem nó có dao động không nhá. Thì cái xung của nó rất là lớn. Nên mình đo đồng hồ kim xoay chiều chúng ta sẽ thấy được này. Xung ra trên G này. Có đi nắp ra nhá mọi người nhá, là nó đang hoạt động đấy nhá. Các bạn ạ. Và mình thử đo tần số. Cái đồng hồ này nó đáp ứng chậm nhưng thử đo xem được không nhá. Mình đo tần số nhá. Nó đang là rơi vào khoảng 7 đến 8 kHz. 7 hoặc dao động trong cái khoảng đấy nhá mọi người nhá. Như vậy là con này sẽ không chết đâu. Và bây giờ mình sẽ đóng móc phét. Và hôm nay mình đang thí nghiệm đóng hai con móc phét thế hệ mới. Mình xả điện đây này. Là mình có rất nhiều con móc phét như này mà. Con móc phét này Samsung dùng nhiều lắm, ở trong PFC và mạch nguồn này, mình có nhiều lắm các bạn này. Mình đang tìm, mình đang có hai con móc phét giống hệt nhau là 60 của Matchip, 60R290PS nhá. Nó có nhiều cái đuôi 290, 280 hay là 580 ấy. Thì mình đang tìm hai con giống hệt nhau và đuôi 290. Con này là điện áp chịu đựng là 600V và dòng mắc là 11 hay 12A ấy, các bạn ạ. Nên con 10A, con di bản của nó 10A thì mình nghĩ là ok mà. Thay cả hai con của luôn nhá. Vừa keo tản nhiệt nữa các bạn ạ. Còn móc phét này nó hơi to nên nắp hơi khó một chút. Nhưng mà mình nghĩ là lựa vẫn vào được. Chân nó vẫn dài để cho mình lựa được mà. Đây là một con này. Mình gọi là móc phét thế hệ mới bởi vì là chả hiểu sao đợt Covid rồi các công ty nó giã bỏ nhiều nên mấy anh buôn linh kiện ấy bán rất là rẻ luôn các bạn ạ. Còn mấy cái con móc phét, lô móc phét này, mấy chục con này mình mua của link của bạn ở Hưng Yên làm cái kênh YouTube là HT Pro 189 ấy các bạn nhé. Rồi mình có mua của bạn đấy một ít móc phét này và IGBT. Móc phét này thì mình dùng ít. Mấy con 13N, 20N, 18N thì mình dùng rồi, nhưng mấy con này thì mình dùng ít lắm. Nhưng hôm nay sẽ thí nghiệm dùng hai này, mình nghĩ là ok rồi. Bạn thợ mình dùng đây thôi mà. Con này nó có cái đặc điểm là nó có nội trở. Mình muốn kiếm nội trở càng nhỏ càng tốt. Cái đuôi là như mình bảo rồi 290 hay 280 ấy. Hay là 580 ấy. Là liên quan đến RDS on là không phải bao nhiêu ohm đấy các bạn ạ. Tôi cắt đi cho nó đẹp đi. Ô đi đâu đấy? Con đứa nào nó ở đây không? Con nhưng sợ nó đâu lại dám phải. Đâu bác Minh đâu? Trên nhà ấy. Nhím ơi, vào đây bác bảo cái này. Nhím ơi. Nó trên tầng hay sao ấy? Nhím mà bảo chào bác kia là. Chào chưa? Nó chạy mất dép rồi. Đó bây giờ nhá, sẽ ghim qua bóng đèn. Chúng ta để ý cái bóng 100W nhá, đáng lẽ là mình có cái bóng 200W thì ok hơn nhưng nó vừa bị rơi vỡ rồi. Vừa rơi vỡ mất cũng lâu hết rồi. Chả đi chưa đi mua. Và mình sẽ đo nguồn 300V nhá. Mọi người nhá, chúng ta sẽ nhìn ô đang ở tủ hỏng đồng hồ đấy.
mình sẽ ghi điện và chúng ta xem cái bóng này nó nhẽ là nó đang hoạt động nhá, và nó lên được 390 là bút ok nhá, PFC ok nhá, mình ghi này. Ôi rồi sao lại có tuột gì đâu nhỉ, nó lại không thấy gì, bị vỡ mất rồi các bạn ạ, lại vỡ một cái bóng nữa rồi, vỡ mất bóng rồi, để nó bị vỡ mất rồi các bạn ạ, chờ mình lấy bóng, cái bóng này nó bị rụng mất dây tóc rồi, chả biết sao lại vỡ mất ấy, chắc phải đè hay sao ấy, không nào phải quấn nó lại các bạn ạ. Chúng ta nhìn nhá, ghim điện này, rồi sáng chưa, nó sẽ nhích nhích một mấy phát đấy, chúng ta thấy chưa đấy, lên là 400V luôn nhá, 390 này, mọi người nhá, PFC đã chạy ngon lành nhá, đó lắp lại hết thôi, mình ghim lại phát nữa này, khi nó PFC nó mồi ấy, là nó ăn dòng cao lắm. Sau đó mà phải cái bóng phải 200W mới ok, cái bóng 100W thì không ổn. Mình ghim lại này. Đói. Nháy phát là 200W thì nháy phát là ok này. Đó, đã ra là 390 nhá. Như vậy là mình lắp hoàn thiện hết là ok đây. Con này thì mình sửa cho người ở xa nên mình cũng chả test được. Giả người ta xem thế nào thôi nhá. Còn video kết thúc, mình đang có khách. Chào các bạn nhá.